Ngày đầu tiên mà anh em làm quen với bạn gái đây, bạn gái đi chơi mà bạn gái không chịu ôm á, với một cái thắng trước ABS như thế này thì anh em ấy một cái ó là ôm liền, cỡ nào cũng ôm anh em hết à. Anh em đừng có lo nha, cho nên mua đi. Rất là tuyệt vời. Hello, anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker ha. Thì những anh em mà nói đi mô tô yên solo ế đâu hết rồi, bây giờ đây, hôm nay Minh sẽ chỉ mọi người cách thoát ế. Mà thoát ế như thế nào? Mua xe tay ga là auto có ghệ. Thì hôm nay đây, đó, như anh em đã thấy, mình sẽ giới thiệu với anh em là đó là chiếc SH2020 đời mới nhất. Và bây giờ mình xem một cái clip nhẹ nhẹ về em nó rồi mình tiếp tục quay vào review nó nha. Đây, chứng thực với mọi người là odo 36 cây, có nghĩa là từ đó chạy về và mình từ bên showroom mình chạy qua là 1 cây, nãy là 35 cây. Đó, quá càng siêu càng luôn. Vừa mua xong là lên mấy cái này ốp carbon rồi ha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ nói sơ sơ. Đây, hai chìa khóa mình còn cầm luôn. Thì nói sơ sơ ha, thì lúc chiếc xe này nó mới ra thì mình đã rất thích nó rồi. SH220 kiểu dáng cực kỳ mới. Điều đầu tiên á, là mình sẽ đi vào cái phần đầu đèn nè. Nhiều anh em thì nói là cái con xe này nó rất là xấu, nhưng mà khi mình nhìn nó ở ngoài á, thì cảm giác một điều đầu tiên là rất là đẹp, kiểu dáng rất là phá cách, nhìn rất là mê luôn. Đối với một người chơi xe mô tô như mình mà nhìn con này cũng rất là mê. Đây, nhiều anh em nói ồ sao đèn nó không gọi là nó không để phía trước, nó không để trên đây nữa mà để xuống đây. Thì đây là một cái gọi là một cái tiêu chuẩn mới tất cho tất cả các dòng xe mới ra từ những năm gần đây nhất á, là cái đây là cái tiêu chuẩn mới. Đèn nó không có chiếu vào mặt cái người đi đường, hiểu không, nó sẽ chiếu xuống đường cho anh em, một cái quy chuẩn mới đó. Tại vì bây giờ ý thức của người Việt Nam mình có thể nói là họ ưa bật cốt pha kiểu như là rọi thẳng vô mặt người ta, đi trong thành phố mà mở đèn thẳng vô mặt người ta. Thì bây giờ cái quy chuẩn mới thì cái này anh em mở cốt hay pha gì nó cũng xuống đường cho anh em thấy dễ hơn. Còn cái này thì nó không có đèn ở trên. Ví dụ như SH đời cũ thì nó có cái đèn ở trên nè, anh em đi, anh em quẹo anh em có thể thấy. Còn cái này thì không, nó chỉ chiếu xuống đây thôi. Đó, đó là điều đầu tiên ha. Thì cái con này thì vừa mới mua về là đã lên mấy cái ốp carbon rồi ha. Còn cái ABS, đây, quay gần cái ABS cho anh em xem nè. Những anh em mà muốn mua xe á, thì cái ABS thì nó sẽ an toàn hơn cho anh em trong những cái tình huống mà anh em thắng gấp hoặc là đi đường trơn trời mưa, rất là an toàn. Đây là một cái công nghệ hỗ trợ cho anh em. Thì cái con xe này theo mình thấy ở ngoài rất là đẹp. Anh em có để ý bên đây cũng có một chiếc SH300 cây thôi. Thì mình không có review con này, chủ yếu là con này. Đây, quay lại đây, cameraman đừng có thấy gái là quay, giống như mấy ông kênh xem tour vậy. Mấy ông nói là ha, có gái mấy ông mới không tour. Chơi gì, ai đâu chơi hả. Rồi, một cái điểm mà mình thích nữa ở con SH đời mới này là cái bình xăng của nó nha. Cái bình xăng của nó nằm ở phía trước. Đâu rồi, cái này mở sao? Đây, cái này chắc mở giống như là AB video gì đó. Mày mở yên, mở bình xăng là ở những cái con SH đời trước á, là bình xăng lúc nào nó cũng nằm dưới yên này hết. Anh em có để ý không? Thì qua tới cái con SH này á, bình xăng nó nằm phía trước, mình rất là thích. Đi đổ xăng rất là tiện, nhất là những anh em chở theo bạn gái, không bắt bạn gái mặc váy đúng không, thì bạn gái khỏi còn bước xuống luôn, chỉ còn mình mở đây mình đổ xăng là được rồi. Đó, đây, mở đây đổ xăng là xong, rất là tiện nha. Cái bình xăng của nó là 7,8 lít. Những người anh em nói SH là không có đi xa được, sai lầm. Mình đã từng lấy SH đi phượt luôn, rất là thoải mái, ngồi rất là nhẹ, kéo lên 100 mấy, rất là khỏe. Ai nói SH không có đi xa được, sai lầm, đi rất là sướng.
Bình xăng này 7,8 lít mà với một con SH. Hiện tại cái máy của con SH đời mới nó vẫn được tinh chỉnh mạnh hơn con SH đời cũ một xíu. Và được mình nghe nói là có hệ thống chống trượt luôn đó. Hệ thống chống trượt rất là ok ha. Thì cái con này mình biết sao mình nói vậy thôi, cho anh em tham khảo, anh em mua xe. Chứ là mình cũng chưa đọc thông số của nó trước nữa. Thì một cái điểm nữa đó là cái đồng hồ của con xe này, cho mấy anh em xem luôn nha. Đấy, quay cái đồng hồ rất là đẹp ha, thiết kế rất là gọi là đẳng cấp, gọi là cái dòng xe tay ga cao cấp của Honda, rất là đẳng cấp. Có báo bình nè, có km nè. Ở đây có một cái nữa là những cái nút chỉnh của nó hồi trước á, là anh em có một cái nút reset ở đây nhỏ nhỏ đây, nhưng mà bây giờ không, nó nằm luôn ở bên tay trái của mình nè. Đây nó nằm bên tay trái nè. Đó, thấy chưa? Cái này thì anh em phải lên YouTube, anh em gọi là search thêm về cái này. Search thêm về cái này là cái này nó có kết nối được với lại smartphone. Kết nối được với lại smartphone có nghĩa là sao? Là có nghĩa là khi nó kết nối xong thì anh em nó có thể, ai mà gọi qua cho anh em á, nó hiện lên đây. Nó hiện lên đây nha, chứ không phải không thể nghe được nha, nó chỉ hiện lên thôi. Và anh em muốn nghe thì anh em vẫn rút cái điện thoại ra nghe, và muốn kết nối như vậy á thì anh em phải cài một cái app của cái hãng Honda đưa ra. Đấy, nó là nội dung, nó là cơ bản như vậy. Thấy đồng hồ rất là cải tiến, đẹp, ngầu. Đồng hồ này mà hả, sau này chắc nó lên luôn cái màn hình TV giống như xe hơi luôn á. Anh em vừa chạy vừa mở VLXX.TV coi mất tập trung hết. Không thể sản xuất như vậy được, cái đó mình nói vui thôi. Thì cái cốp, cái bình xăng nó dời ra phía trước rồi, thì cái cốp nó sẽ bự, bự hơn, to hơn. Đúng là xe mới cái gì cũng có ha. Xe mới nè, bình xăng nó sẽ bự hơn là những con SH đời cũ. SH đời cũ rất là nhỏ. Ừ ha, quên có cái vụ sạc. Đây, đây có cái ổ sạc dành cho cái điện thoại luôn. Đây, đây là cái chỗ để điện thoại. Còn cô bé này cầm cái điện thoại làm cái gì? Cho mượn cái điện thoại để đi. À, đây, để đây, gắm sạc vô đây là xong. Đó, anh em thấy chưa? Nhưng mà theo mình nghĩ ở đây nó phải có một cái bát có cao su, đúng không em, camera nó mới không rung, chứ mình để gì mình sạc sao mà rung. Còn mà vấn đề anh em nói á, để điện thoại trong cái yên này sợ cháy nổ, không bao giờ. Đầu óc những người kỹ sư Honda người ta đã thiết kế ra vậy rồi, thì không thể nào người ta để xảy ra cháy nổ được. Người ta test những bài test rất là kỹ, cho nên người ta mới là kỹ sư. Còn mà người ta là bình thường là người ta đi review giống mình rồi. Mình chỉ là một người trải nghiệm thôi. Thì mình rất là thấy, mình rất là tin tưởng vào kỹ sư. Tại vì người ta khi người ta thiết kế một con xe á, là biết bao nhiêu cái đầu, biết bao nhiêu qua bài test rất ra mỗi con xe. Đóng lại, rất là đẹp. Phải nói đây là một cái con xe đáng mua. Mình rất là mê cái cụm đồng hồ này. Thì cái này thì cũng giống như trên con SH đời cũ thôi, mấy cái công tắc này chỉ thêm là thêm mấy công tắc, cái dàn công tắc này mới. Cái chiều cao yên của nó, thì cái chiều cao của con này thì mình cảm thấy nhận xét thực tế đi, không có đánh giá vào cái thông số kỹ thuật đó nữa. Thông số kỹ thuật nó là 600 mấy đó. Nhưng mà đây, một người 1m7, mình biker là 1m7 ha. Ngồi nè, ngồi vô sâu yên nha, chứ không phải là ngồi rì đó, ngồi rì đâu, ngồi sâu vô đây nè, đó, sâu vô hết luôn. Thì dư chân, dư một xíu, dư một xíu nè, khủy chân, ngồi rất là thoải mái, rất là tự tin. Đi một cái con xe này mà chở bạn gái phía sau nữa thì thôi. Ui, dính ít, cho mượn vô clip cái ngồi phía sau cho mọi người đánh giá, để mà những anh em xem clip của mình, những anh em có thể gọi mua về để chở những hot girl chân dài đi nè. Anh em mua về là auto có ghệ. Cái này ha, mở ra vậy nè. Con trai mà chở con gái là phải tự giật cái điện cho mấy bạn. Thấy chưa? Sao? Anh em thấy dáng ngồi sao? Có đẹp không? Ví dụ như là ngày đầu tiên mà anh em làm quen với bạn gái, để bạn gái đi chơi mà bạn gái không chịu ôm á, với một cái thắng trước ABS như thế này thì anh em ấy một cái đó là ôm liền, ôm liền, cỡ nào cũng ôm anh em hết à. Anh em đừng có lo nha, cho nên mua đi.
rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Ôi, bây giờ mình mời siêu mẫu của máy 63 này ngồi trên con xe này thử có chạy được không, để cho những bạn nữ xem kênh có suy nghĩ mua cái SH này để mua đó chứ. Xuống tiếp lên. Rồi với chiều cao hơn 1m6 một tí xíu thì em ngồi em cảm thấy như thế nào người đẹp? Em không ngồi sâu vô được nha, em ngồi ngay vừa đủ cái mép y hà, nhưng mà chống được, mọi người chống được. 1m63 nha mọi người, chống được. Xe cũng nhẹ ha. Nhẹ. Do tại em chạy xe ô tô quen rồi nên em thấy nó nhẹ vậy. Thì mình chạy xe đó mình quen em thấy xe này nhẹ. Nhưng mà những con đời mới bây giờ người ta làm càng ngày nó càng nhẹ hơn chứ không ai làm nặng. Tại cái những cái công nghệ cũ thì nó nặng hơn. Thì cái mâm phuộc đồ nè, thì mình thấy mâm phuộc đồ y chang những con SH đời cũ luôn nha. Cái bất lợi là không biết cái này nè, cái yên sau này nè đã lên của SH300i hay là Vinh nó dày, nhưng mà mình thấy cái yên nó rất là giống của con 300i. Anh em nhìn, anh em cho cái nhận xét thực tế. Mình thấy nó rất là giống cái yên của con SH300i nè. Thấy chưa? Đấy. Còn cái đuôi thì nó bầu bầu na ná, nhưng mà nó khác. Bản số con xe này rất là đẹp, 29889. Đây là cái điểm nhìn tổng quan của mình về con xe này. Ừ, cho mọi người nghe tiếng bô một cái. Ủa? Thì bô Vinh cái này có đâu mà mình cho mọi người nghe cho nó đầy đủ clip. Mắt cây thì cũng y chang những con SH đời cũ. Đá tỏ lên chưa? Đá rồi. Bóp thắng lại, bóp thắng bên kia. Ừ. Trời ơi, khoai đá. Đừng có đồ ra được đó. Để tiếng bô rồi, êm thôi, máy êm. Đây, mình kê sát cái mic xuống cho anh em. Em ru, Honda là em ru. Theo mình thấy là con này tuyệt vời. Dán này anh em về tháo cái kính Vinh ra nè. Đó là để vậy nè, rất là ngầu luôn. Tay ga nhìn cao cấp rất là sang trọng. Đây mới chính là một con xe tiêu chuẩn châu Âu luôn ấy. Mùi nhà người ta giặt đồ á. Rồi. Thì nói như vậy thôi. Thì đó là cái điểm mà mình nhận xét về con xe này. Hãy nói một từ thôi, đẹp, sang, hợp túi tiền, tiết kiệm xăng. Xăng của nó thì tầm 50k lít, rất là ok. Đó là ý kiến của mình. Còn ý kiến của mọi người như thế nào á thì hãy comment bên dưới. Vì mỗi người mỗi ý kiến mà. Có người thích, có người sẽ không thích. Không có ai, không có chiếc xe nào làm vừa lòng bất kỳ ai hết. Nhưng mình thì mình thích. Bye bye mọi người. Chúc mọi người xem clip vui vẻ và có một ngày thiệt là tuyệt vời.